Chào các bạn, đây là tập bóng rổ. Ngày hôm nay mình sẽ nói một chút về chiến thuật nhé. Chiến thuật cơ bản thôi. Được rồi, đầu tiên thì các bạn cùng xem sách giáo khoa người ta nói như nào nhé. Phối hợp chiến thuật phòng thủ cơ bản là những miếng phối hợp đơn giản giữa hai ba cầu thủ trong quá trình thi đấu nhằm phá vỡ sự phối hợp tấn công của đối phương. Nó bao gồm lách qua, xuyên qua, vòng qua, đóng cửa, gọng kìm, bù người và đổi người kèm, vân vân. Khá là dài và chóng mặt đúng không ạ? Ok, không sao cả, đó không phải là công việc dành cho tất cả mọi người. Để cho ngắn gọn thì các bạn chỉ cần nhớ rằng là sự ngăn cản sự phối hợp tấn công của đối phương. Sân bóng rổ là một mặt phẳng và về mặt vật lý thì nó bị giới hạn, đó là một hình chữ nhật có kích thước cố định đúng không ạ? Vậy thì các bạn có thể lựa chọn phòng thủ trên cả sân, ở nửa sân hoặc là khu vực dưới bảng rổ, hay còn gọi là khu vực ở trong vòng tròn 3 điểm. Đối với việc phòng thủ cả sân thì đó là một công việc cực kỳ tiêu tốn thể lực, rất là mệt. Và những rủi ro cao về lỗi cá nhân, lỗi đồng đội cũng là những yếu tố mà các bạn cần phải xem xét. Để khắc phục những vấn đề này thì chúng ta sẽ có một phương án khác, đó là phòng thủ ở trên nửa sân thôi. Giải pháp này nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm sức lực hơn, với cự ly của đội hình hợp lý hơn và rất nhanh chuyển trạng thái sang phản công. Đây là sự lợi hại lớn nhất của việc phòng thủ trên nửa sân. Mục tiêu cuối cùng luôn luôn là khu vực bảng rổ. Điều này đồng nghĩa với việc là tất cả cầu thủ chúng ta cũng sẽ tập trung về đó. Bởi vậy, chúng ta sẽ có một cách phòng thủ khác rất kinh điển và rất phổ biến, đó là phòng thủ ở dưới khu vực dưới bảng rổ, ở trong vòng tròn 3 điểm. Nó ngăn chặn sự đột phá và nó ép các vận động viên của đối phương phải ném ở cự ly xa hoặc là ném rất khó. Cuối cùng là cách phòng thủ này sẽ giúp cho đội bạn có thể kiểm soát bóng mượt bảng lên đến 100%. Điều này rất là quan trọng trong quá trình mà bóng được ném lên và tranh chấp ở trên không. Nghe thì có vẻ là hoàn hảo, tuy nhiên thực tế không có cách thức phòng thủ nào là hoàn toàn tốt cả. Do đặc thù phải phòng thủ co cụm ở dưới khu vực bảng rổ, cho nên nếu đối phương có những tay ném xa xuất sắc thì chắc chắn rằng rổ của bạn sẽ bị ném cháy thành than là điều dễ hiểu thôi. Hoặc nếu như đối phương có các trung phong cao lớn, nếu như bình thường các bạn nhìn thấy các trung phong cao lớn này từ trên khán đài hoặc ngoài sân đấu chỉ như thế này, thì thực tế nếu các bạn bước vào sân và đối mặt với họ trong các tình huống tấn công thì nó sẽ như thế này. Còn bây giờ là một số cái phương pháp phòng thủ dành cho các cầu thủ hoặc là dành cho nhóm cầu thủ. Phương pháp đầu tiên cực kỳ là phổ biến, đó là player to player. Các bạn thường sẽ nghe thấy nó với cái tên là một kèm một, đúng không ạ? Chúng ta nghe rất nhiều về cách thức phòng thủ này, nó rất là phổ biến và phổ dụng. Phương pháp phòng thủ này yêu cầu các bạn sẽ phải liên tục bám sát, liên tục đeo bám và tất nhiên rồi nó sẽ làm bạn cực kỳ tiêu tốn sức lực. Việc liên tục bám sát và đeo bám này là cực kỳ khó chịu. Để so sánh thì nó khó chịu tương đương với việc các công ty du lịch hay các mẹ bỉm sữa cứ bám với lại để quảng cáo cho combo du lịch về Quảng Ninh như là đi thăm vịnh Hạ Long, thăm bảo tàng Quảng Ninh, cầu Bãi Cháy, cung cá heo, kiểu kiểu như vậy. Và thế thôi chứ Quảng Ninh quê mình cực kỳ là đẹp, các bạn nên bỏ công đi một lần trong đời, đảm bảo các bạn sẽ không thất vọng đâu. Mình chắc chắn đấy. Phòng thủ 1-1 cực kỳ lợi hại nếu như các bạn nhận định rằng đối phương có các cầu thủ dẫn bóng hoặc chuyền bóng kém hoặc là thể lực yếu, thì các bạn có thể áp dụng nó ở trên cự ly toàn sân hoặc nửa sân để bứt phá về thế trận và dứt điểm trận đấu sớm. Tuy nhiên như mình đã nói, mọi chiến thuật, mọi phương pháp đều có hai mặt. Trong trường hợp các bạn phòng thủ 1-1 mà không thể nào ngăn cản được đối phương tấn công và ghi điểm, đặc biệt là khi đối phương có những cầu thủ có khả năng dẫn bóng, dứt điểm mà đôi khi chỉ việc kèm 1-1 thôi là không đủ, thì lúc này chúng ta có chiến thuật box one. Tức là chúng ta sẽ dành một người nhanh nhất, khỏe nhất và tốt nhất của chúng ta để kèm một cầu thủ cũng nhanh nhất, khỏe nhất và tốt nhất của đối phương mà thôi. Nhưng đôi khi chỉ box one thôi cũng vẫn là không đủ, bởi vì sẽ có những cầu thủ mà trình độ của họ vượt trội so với tất cả phần còn lại. Do đó, việc chỉ có một người theo kèm thôi là không thể được. Lúc này chúng ta sẽ cần đến double team. Phương pháp double team này tuân theo một nguyên tắc rất quan trọng, đó là một người thì đeo bám, một người thì chặn phá.
một người liên tục đeo bám, dồn ép, theo đuổi đối phương, còn người còn lại thì sẽ chặn đứng và tìm cơ hội để chặn phá, chọc phá, cướp phá đối phương. Trong một team rất hay bị hiểu sai và thực hành sai khi cả hai người cùng đuổi theo cầu thủ đối phương. Nên hãy nhớ rằng một người thì đeo bám, còn một người thì chặn phá. Các bạn có thể xem lại playlist về huấn luyện bóng rổ về chiến thuật này của mình để có thể hình dung một cách khái quát hơn. Cuối cùng, đây là những kinh nghiệm mà mình đúc rút ra trong suốt quá trình dạy học và huấn luyện cho các cầu thủ học sinh. Hãy luôn nhớ rằng chiến thuật thì luôn tốt và đủ dùng, nhưng mấu chốt vẫn là con người thực hành nó như thế nào mà thôi. Về sự chuẩn bị thì tuân theo nguyên tắc 3T như sau. Thứ nhất là thể lực, phải đảm bảo thể lực để duy trì chiến thuật theo ý đồ mong muốn. Thứ hai là tâm lý, mà chủ yếu là sự tin tưởng dành cho huấn luyện viên, tin tưởng dành cho đồng đội và tin tưởng vào chính bản thân mình. Phải tin tưởng vào những điều mà mình cũng như đồng đội đang hết sức làm để từ đó có ý chí cũng như là chấp nhận sự rủi ro trong suốt quá trình thực hiện nó. Cuối cùng là sự tích lũy, tức là kinh nghiệm. Không có thời điểm nào nó giống thời điểm nào và không có cú quả nào nó giống như cú quả nào. Tất cả nó đều sẽ chỉ có những mẫu hình chung mà thôi. Do đó phải thử, phải làm, phải thực hiện rất nhiều thì mới có thể tích lũy được kinh nghiệm để từ đó đẩy tính hiệu quả lên cao. Tiếp theo đó là vấn đề về kỹ thuật, mà hoàn toàn là kỹ thuật nền tảng, kỹ thuật cơ bản mà thôi. Một cầu thủ mà sở hữu kỹ thuật nền tảng tốt thì sẽ dễ dàng và linh hoạt trong thực hành chiến thuật mà không đòi hỏi quá nhiều chỉ dẫn. Là nguyên tắc 3T thì chúng ta sẽ có thứ nhất là tư thế. Tư thế rất quan trọng, quyết định sự hiệu quả cũng như tính thuận tiện của động tác. Bạn không thể nào thi đấu bóng rổ giống như là đang đi bơi được, điều đó là không thể. Tư thế rất quan trọng. Thứ hai đó là việc tranh cướp. Đừng ngại tranh cướp. Mặc dù khi mới thực hiện thì bạn sẽ mắc lỗi rất là nhiều và dễ dàng bị vượt qua. Chữ T cuối cùng là theo bám. Đây là một hoạt động đòi hỏi sức lực vô cùng bền bỉ và một đức tính kiên nhẫn mà không nhiều cầu thủ có được. Trên thực tế, một trận thi đấu bóng rổ chỉ kéo dài không quá 40 phút và thời gian thi đấu của mỗi một cầu thủ trên sân cũng là không nhiều. Cho nên chúng ta hãy cố gắng để theo bám hết sức có thể. Hãy thi đấu vì trân trọng cơ hội của bản thân, thi đấu vì màu cờ sắc áo, thi đấu vì đồng đội, vì chiến thắng cuối cùng của tất cả mọi người. Video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Và nếu như các bạn có bất kỳ cái câu hỏi nào thì cứ comment cho mình biết nhé. Mình sẽ cố gắng giải đáp cho tất cả các bạn. Chúc bạn vui vẻ. Đây là tập bóng rổ. Qua bên này cũng thế.